Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 17 tháng 4, Thánh Stefano khó khăn. Ngày 18 tháng 4, Chân Phước Maria nhập thể. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Chưa lành vết thương vì Cha là đấng xót thương, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 17 tháng 4, Thánh Stefano khó khăn. Ngày 18 tháng 4, Chân Phước Maria nhập thể. Ngày 17 tháng 4, Thánh Stefano khó khăn. Thánh Stefano khó khăn sinh ở nước Anh vào thế kỷ thứ 12. Ngài là một sinh viên xuất sắc và chăm chỉ. Stefano đặc biệt lưu tâm đến văn chương. Stefano rất nghiêm túc và cầu nguyện hàng ngày. Lần kia, Stefano và đồng bạn của ngài làm một cuộc hành hương đến Roma. Khi trở về, Stefano nhập bọn với một nhóm đan sĩ thánh thiện nghèo khó. Những người này chuyên chăm cầu nguyện, ăn chay và làm việc vất vả. Đó là cách thức họ bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với Thiên Chúa. Stefano nhận thấy họ sống rất hạnh phúc. Đan phụ của họ là Thánh Roberto. Thoạt đầu, Stefano cùng với những người này hân hoan phục vụ Thiên Chúa. Nhưng dần dần các đan sĩ chẳng muốn sống cuộc đời nghiêm nhặt như vậy nữa. Vì thế mà Thánh Roberto cùng với Thánh Stefano và 20 đan sĩ khác tách ra rồi thiết lập một đan viện mới. Các ngài tự xây cất đan viện trên một vùng hoang mạc khô cằn trong nước Pháp gọi là Cito. Họ sống đời lao động và hết sức khó nghèo. Họ muốn bắt chước mẫu gương nghèo khó của Chúa Giêsu. Họ cũng giữ luật thinh lặng cách rất nghiêm nhặt. Thánh Stefano gặp nhiều vấn đề khó khăn khi ngài làm đan phụ. Các đan sĩ chỉ có chút ít thực phẩm để dùng. Rồi trên phân nửa số đan sĩ lâm bệnh và qua đời. Trông như thể đan viện đang đến hồi bị hủy diệt. Họ cần có thêm những thành viên trẻ mới để tiếp tục duy trì lối sống của họ. Stefano cầu nguyện cùng Thiên Chúa với lòng tin tưởng và lời cầu xin của ngài đã được chấp nhận. Thiên Chúa gửi đến cho các đan sĩ Cito này thêm 30 thanh niên nữa. Họ cùng nhau tới gõ cửa đan viện. Người lãnh đạo nhóm họ cũng sẽ là một vị thánh, tên của ngài là Bernardo. Chúng ta mừng lễ kính Thánh Bernardo ngày 20 tháng 8. Đây là một ngày kỳ diệu lạ lùng đối với Thánh Stefano và các đan sĩ. Thánh Stefano dùng ít năm cuối đời để viết tu luật cho các đan sĩ. Ngài cũng huấn luyện Thánh Bernardo để đảm trách nhiệm vụ của ngài. Khi gần tắt thở, Thánh Stefano nghe các đan sĩ đứng xung quanh giường ngài bàn tán. Họ nói rằng Stefano không hề sợ chết vì ngài đã làm việc rất chăm chỉ và hết lòng yêu mến Thiên Chúa. Nhưng Thánh Stefano nói rằng sợ mình chưa tốt lành đủ, và ngài nói rất nghiêm chỉnh. Điều đó cho chúng ta thấy thánh nhân thật khiêm nhượng chừng nào.
Thánh Tê-pha-nô qua đời năm 1134. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của Thánh Tê-pha-nô, nhìn lại cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, anh chị em và các bạn thấy rằng là chúng ta thường sống trong sự ồn ào, náo nhiệt cả ban ngày lẫn buổi tối. Chúng ta nghe máy thu thanh, xem tivi, chơi vi tính, những trò chơi băng hình, karaoke, rồi đủ mọi thứ phương tiện truyền thông. Suốt ngày nó cuốn hút chúng ta vào những tiếng ồn, vào những hoạt động. Đầu óc chúng ta chứa đầy những tiếng động. Hãy nài xin Thánh Tê-pha-nô đàn sĩ giúp mỗi người mỗi ngày dành ra một ít thời giờ thinh lặng. Điểm mà Chúa nói đó là nghe chuông điểm 3 giờ mỗi buổi chiều. Hãy dành cái thời giờ đó ít làm một vài phút để suy ngẫm cuộc khổ nạn của Chúa. Một vài phút để cảm nhận lòng thương xót của Chúa qua cái chết khổ hình ô nhục trên thập giá 3 giờ chiều đồi Gôlgotha ngày thứ sáu tuần thánh. Ít nhất là một ngày có những phút tôi gọi là giờ thiêng. Những khách đến thăm, những tin nhắn, những điện thoại hay là những công việc gì, tôi nói vui lòng đừng đụng đến giờ thiêng của tôi. Trừ khi mà là hết sức cấp bách, khẩn thiết, gọi là emergency, khẩn thiết thì tôi đành chấp nhận. Còn tất cả mọi cái phải nhường cho ưu tiên số 1 là giờ thiêng, giờ của lòng thương xót. Ở trung tâm mục vụ cũng vậy. Muốn ăn, muốn tiệc tùng, muốn lễ lại gì, muốn đi đâu thì đi. Miễn làm sao 3 giờ đúng bong phải có mặt ở trung tâm mục vụ, nơi nhà nguyện, dù một mình tôi cũng được. Lấy tượng Chúa ra, đặt nến lên một mình với Chúa. Vì mình biết rằng mình yếu đuối mà. Vì mình biết rằng mình bất toàn mà. Như là Thánh Tê-pha-nô, người ta thấy rằng khi mà Ngài hấp hối bảo rằng là Ngài không sợ chết vì Ngài làm việc rất chăm chỉ và có lòng yêu mến Chúa. Nhưng Tê-pha-nô bảo không chắc, vì thấy mình sợ mình chưa tốt lành đủ. Và tôi thì chắc chắn chứ không phải sợ, vì chắc chắn biết rằng mình chưa tốt lành đủ. Cho nên mỗi ngày phải đến với Chúa khẩn nài lòng Chúa thương xót, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con và toàn thế giới. Thưa anh chị em, ngày nào mà không dành được cái giờ đó, người nó khó chịu. Thế cứ như thiếu thiếu cái gì, làm cho mình thấy áy náy, làm cho mình bồn chồn, làm cho mình không yên được. Có những anh em khác thấy khi nào rảnh thì đến. Tôi đang mắc học, tôi đang mắc làm, tôi đang mắc tiếp khách, tôi đang mắc điện thoại, tôi đang mắc coi vi tính, tôi đang mắc coi thời sự, tôi làm bất cứ cái gì thì miễn đến với lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Còn không biết làm cái gì thì mới chạy đến với lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Đó, mình đang đi ngược rồi. Giống như mình đi đầu xuống đất và chân lên trời, cái giá trị mới bị lật ngược. Thế chị ưu tiên số 1 phải là Thiên Chúa và lòng thương xót Chúa. Đối với tôi, trân trọng sự lựa chọn của mỗi người. Mình không phê phán, mình không chê trách, mình cũng chẳng có quyền mà cho rằng họ là đúng hay là sai, là tốt là xấu, không. Chỉ biết rằng là tôi chia sẻ với anh chị em cái cảm nhận của một kẻ tội lỗi này, một kẻ bất xứng này, một kẻ thấy rằng mình bất toàn, cho nên phải chạy đến với lòng thương xót Chúa. Và lúc đó cảm thấy an tâm, cảm thấy bình an. Dù mình tội lỗi, dù mình yếu đuối, dù mình bệnh hoạn, dù mình bất toàn, nhưng mà Chúa nói dìm mình và đại dương lòng thương xót của ta, ngươi mới tìm được sự bình an. Thánh Tê-pha-nô đã làm công việc đó. Và ta thấy rõ ràng đâu có ai hỗ trợ đâu. Những người khác, các tu sĩ khác thấy không chấp nhận, và thánh nhân đành phải bỏ những công trình mình đã xây dựng từ ban đầu. Họ không chấp nhận cái cách sống của Tê-pha-nô là lấy đời sống cầu nguyện là ưu tiên số 1, lấy đời sống thinh lặng cầu nguyện và Thiên Chúa là ưu tiên số 1, mà họ muốn hoạt động cơ. Cho nên Tê-pha-nô nói không được, đành phải dứt áo ra đi cùng với những người khác, cùng chí hướng. Và có những lúc mà không còn lương thực,
không còn bất cứ một phương tiện nào, và những người đi cùng thì kẻ thì bệnh, kẻ thì rút lui, chắc là phải rã, phải tan thôi. Cái cộng đoàn này chắc phải tiêu rồi. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa ra tay, 30 thanh niên ở đâu không biết, đến xin một lúc, 30 thanh niên mà xin vào đan viện, vào khổ tu và chiêm niệm cầu nguyện hy sinh đâu có dễ đâu. 3 người còn chưa có, huống chi 30 người. Ấy vậy mà 30 người đã đến, ấy vậy mà trong số 30 người ấy lại có một vị sẽ là thánh, là thánh Bernardo. Tefano, thánh Tefano qua đi thì Chúa lại cho thánh Bernardo tiếp tục công trình ấy và còn tới ngày hôm nay. Và càng ngày càng phát triển giữa một thế giới ồn ào náo động thì người ta lại càng tìm đến với Chúa trong sự thinh lặng chiêm niệm với các đàn tu, các đàn, trong các đàn viện. Cho nên chúng tôi vẫn mơ ước một ốc đảo lòng thương xót Chúa được trở thành hiện thực, để người ta có nơi an nhàn, yên lành, yên tĩnh mà đến, mà về, để dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa trong lời kinh, trong tiếng nguyện, trong kinh cầu, trong hy sinh, để xa lánh những cái gì ồn ào, thoát ra khỏi những cái gì ô trọc. Mong ước ốc đảo lòng thương xót Chúa ấy, có người đến bảo thưa cha con có ở tỉnh này tỉnh kia có 5.000 mét. Tôi nói đi tỉnh kia này tỉnh kia sao được, tôi ở Sài Gòn mà, ốc đảo phải giữa Sài Gòn. Mà 5.000 mét thì anh thua gì, dấu điểm tin mừng 7.000 mét kia còn chưa thấm vào đâu mà. Phải ít nhất là 50.000 mét ấy. Cỡ đó người ta mới có thể có không gian. Vì đất nó chật, người đông thì chắc chắn là ồn ào thôi. Ngày xưa ở giáo điểm mình phải chấp nhận như vậy, mà người ta dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa, người ta đến đó cảm nhận được lòng thương xót Chúa, ta chấp nhận được. Còn bây giờ mình làm mới thì phải làm sao để nơi đó phải như là một thiền viện, như là một đan viện, như là một chốn để người ta có thể đi về, một cõi đi về, về với lòng thương xót Chúa, trong yên tĩnh, trong thanh thản, trong nhẹ nhàng, trong bầu khí rất là đơn sơ, khiêm tốn, thanh thản, hòa mình với thiên nhiên, với chim, tiếng chim, rồi với suối róc rách, với hồ, với ao, với cây cối, thật là thiên nhiên, những căn nhà thật là khiêm hạ, mà cuộc sống thật là nhẹ nhàng, bình an giữa phố chợ, giữa chợ đời, vẫn còn một nơi để đi về, ốc đảo lòng Chúa thương xót. Ngày 18 tháng 4, chân phước Maria nhập thể. Barbara sinh tại nước Pháp năm 1566. Khi lên 17 tuổi, Barbara kết hôn với Ferro Acari. Barbara và người chồng yêu quý sống niềm tin Công giáo. Hai vợ chồng sinh với nhau được 6 người con và đời sống gia đình thật hạnh phúc. Barbara cố gắng trở nên một người vợ và một người mẹ tốt. Gia đình học được nơi Barbara lòng yêu mến cầu nguyện và tâm hồn bác ái cao cả. Lần kia, khi người chồng của Barbara bị người ta buộc tội một cách bất công, thì chính Barbara đã cứu giúp chồng. Barbara đã đến tòa án và một mình thanh minh cho người chồng của mình vô tội. Dù bận rộn với công việc gia đình, Barbara vẫn luôn tìm thời giờ để bố thí cho những người nghèo túng. Barbara hướng dẫn họ sống đức tin, giúp đỡ những người đau yếu và hấp hối, dịu dàng hối thúc những người đang sống lây lất trong tội lỗi hãy thay đổi cuộc đời. Những việc tốt lành Barbara thực hiện là những công việc bác ái, thực hành lòng thương xót. Khi người chồng qua đời, Barbara xin vào tu dòng Cát Minh. Barbara đã dùng 4 năm sau hết để sống đời tu trì. 3 cô con gái của Barbara cũng lần lượt trở thành nữ tu Cát Minh. Tên mới của Barbara khi làm nữ tu đó là Sơ Maria nhập thể. Sơ Maria sung sướng phục vụ nhà bếp với những thau chậu và son chảo. Khi người con gái của
Barbara làm bề trên tu viện ấy, thì chân Phước Maria đã hết lòng vâng phục người con của mình. Người mẹ bây giờ làm bề dưới, người con bây giờ lên làm bề trên. Người mẹ vẫn sẵn sàng vâng phục người con như là một nữ tu vâng phục bề trên của mình. Barbara thật khiêm nhường đến nỗi lúc sắp qua đời thì Ngài đã nói: "Xin Thiên Chúa tha thứ những gương xấu mà mẹ đã gây ra cho con." Các nữ tu thật ngạc nhiên vì Sơ Maria đã hết sức cố gắng sống một cuộc đời tốt lành. Chân Phước Maria nhập thể qua đời năm 1618, lúc được 52 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Barbara hay Maria nhập thể thật là lạ. Cô ấy đã sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, dù cuộc sống rất bận rộn trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Mặc dù có nhiều nhiệm vụ ràng buộc, mặc dù phải trông nom chăm sóc gia đình, vẫn quan tâm giúp đỡ thai nhân, thực hành lòng thương xót. Và đặc biệt nhất là khi người chồng qua đời, đi tù, vào trong dòng kín, rồi kéo luôn 3 đứa con gái đi vào trong dòng. Và khi vào trong dòng thì một trong 3 đứa con gái ấy lại trở thành mẹ bề trên của mẹ của mình. Lạ không? Khó lắm chứ, phải không? Bây giờ phải gọi đứa con của mình là mẹ bề trên, mình phải xưng con. Cái con mình dạy dỗ nó phải vâng lời mình. Bây giờ mình phải vâng lời cái đứa con ấy vì nó đã lên làm bề trên của mình rồi. Chúa làm cái điều kỳ lạ vậy đó. Tại sao 3 người con ấy không đi dòng tu khác đi? Tại sao lại vua một dòng tu? Rồi không chọn người mẹ lên làm mẹ bề trên mới có lý chứ, phải không? Vừa có tuổi tác, vừa có kinh nghiệm, vừa đi tu trước, mà đây lại cho đứa nó mới vô lại làm con của mình, nên là làm bề trên của mình, thì mình phải vâng lời nó. Chịu nói không thưa anh chị em? Đường lối của Chúa nó khác với đường lối của con người. Suy tính của Chúa, tư tưởng của Chúa với con người như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác xa với con người bấy nhiêu như thế. Cho nên tín thác vào Chúa là không hiểu, không biết, nhưng vẫn tin rằng Chúa yêu thương mình. Vẫn tin rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Vẫn tin rằng là mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Và mỗi người đều có chương trình của Chúa đã sắp đặt cho mình rồi. Có khi nó thuận với mình thấy dễ chịu, nhưng mà thường thì nó khác. Đôi khi nó lại ngược nữa. Đón nhận, tín thác là như thế. Chứ không phải tín thác là lúc nào cũng con tín thác vào Chúa rồi Chúa để cho mọi sự nó cứ thuận buồm xuôi gió, cứ phây phây lưng. Vậy thì tín thác cái gì, đâu cần tín thác. Mà tín thác vào Chúa là 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh vẫn lạy Chúa Giê-xu. Con tín thác vào Chúa. Amen. Trong cây.